Một con hời cho anh em ơi, một con chim phách đánh lật vắt, con này nết đánh cực kỳ hay luôn anh em ạ. Lông mỏng dính anh em nhé. Phí thì cực kỳ yêu thương cho anh em về chăm nông anh em ạ. Con này hiện tại nó đang điểm gọi là hai cái lông đuôi và tầm 2-3 cái lông cánh gì đấy anh em ạ nhé. Nói chung là anh em về chăm nông đợi vụ sau chiến thì quá là mỹ mãn luôn anh em ạ. Phí thì cực kỳ yêu thương, xin mời anh em xem clip của Tuấn Hải Dương nhé. Lên Tuấn Hải Dương sẽ mang đến cho anh em một kèo cực kỳ ngon anh em ơi. Bổi già 1,5 vụ anh em nhé. Con chim này thì trước em Tuấn bắt là 6,5 triệu anh em ạ. Và ông anh em thích quá, cứ lại lấy em để lại em để cho ông anh em là 7 triệu con này anh em ạ. Thì cách đây nó tầm khoảng 2-3 tháng rồi. Thì bây giờ ông anh em bỏ bê nó, nghĩa là về ông ấy gần như bỏ bê hẳn luôn, không chăm cứ cám cám trường hợp. Con này lúc mua nhé 6,5 triệu mà hoảng quá. Ví dụ như chùm ra mặt hoảng quá ngửa là em Tuấn bắt là 6,5 triệu luôn. Lệ chơi lết cực kỳ hay luôn anh em ạ. Con chim này em biết từ khá là lâu rồi, nhưng bây giờ nó đang rụng 1-2 cái lông đuôi rồi, 2 cái lông đuôi và 1-2 cái lông cánh rồi. Hôm nay em Tuấn lại bắt lại vì ông anh em thanh lý cho em, giá cực kỳ yêu thương cho anh em. Nói chung là đợt trước ấy thì con chim này nó chùm ba mặt vào, con chim nó hoảng là bị ngoái anh em ạ. Bây giờ thì gần như là không thấy bị anh em ạ. Đây anh em ơi, đây dí sát mặt vào cũng không thấy bị đâu anh em ơi. Giờ con chim này nó khá là đứng đồng rồi anh em ạ. Con chim này thì nó được tầm 1,5 vụ rồi anh em nhé. Còn bây giờ hiện tại bây giờ thuần tầm khoảng 80% rồi, còn trước nó chỉ được tầm 60% thôi anh em ạ. Rất là ngon cho anh em, cực kỳ hời anh em nhé. Đây là những cái clip hiện tại của con chim anh em nhé. Lết thì anh em tự thẩm anh em ạ. Con chim này ấy, cái lúc mà em Tuấn mua con chim này cách đây tầm khoảng 2-3 tháng ấy, là con này nó bị ví dụ như nó vẫn là bản chất nó mộc dở, nó vẫn nhát anh em. Nó chỉ lúc mua ấy, cách đây 2-3 tháng nó chỉ thuần vào tầm khoảng 60% thôi. Khi mà chùm ba mặt vào ấy, đứng gần mà nó để nó hoảng quá ấy, thì để nó hoảng ấy là nó hơi ngửa anh em ạ. Đây về nhà ông anh em nuôi tầm khoảng 2-3 tháng, nó kiểu nhà nó đông người ra người vào ấy, thành ra con chim này giờ nó thuần được tầm 80% rồi mà hiện tại chùm ba mặt dí mặt vào cũng không thấy nó bị hoảng anh em ạ, cũng không thấy nó bị ngửa. Nói chung là em test rất kỹ mà không thấy nó bị. Còn các bạn là con chim trước nó có bị thì em vẫn phải chia sẻ cho anh em là nó bị anh em ạ. Còn con chim này lết thì cực kỳ hay anh em nhé. Đây anh em nhìn chưa, nết cầu cực kỳ ok luôn. Đấy lật vắt anh em nhìn chưa, cực kỳ dẻo luôn. Đây là hiện tại cả clip nó xuống nông rồi anh em nhé, mà nó vẫn đánh rất là đều luôn anh em ạ. Nói chung là con chim này mà anh em chăm nông xong vụ tới thì cực kỳ ngon luôn. Nói chung là một quá hời cho anh em luôn. Bây giờ thì phí nó cực kỳ yêu thương rồi anh em ạ. Anh em cứ xem hết clip, xem đến đoạn về sau ấy, khi mà con chim nó đang đạt nửa đấy, anh em sẽ thấy cái lết phách bộ nó cực kỳ ok luôn anh em ạ. Lết cầu cực kỳ ngon luôn. Con này thì chính ra anh em chơi lồng thái hoặc lồng sinh là đẹp nhất anh em ạ. Là nó ra nết những thứ nó ngon nhất anh em ơi. Lồng vuông này thì cái form này nó thứ nhất là nó hơi rộng, và thứ hai là cái khoảng cách cầu này nó hơi xa một chút anh em ạ. Nên là con chim nó chưa được dẻo đâu anh em ạ. Chứ con này bản chất con chim này em biết trước rồi, nó đánh lồng thái. Đánh lồng thái là chuẩn nhất anh em ạ. Nó cầu nó tốt lắm anh em ạ. Nó đánh đều các mặt luôn, găm đều ba mặt luôn anh em ạ. Nói chung là tầm giờ mà kiếm được con chim này về ôm lông là quá mỹ mãn rồi anh em ạ. Thì do ông anh em thì ông ấy đi suốt, không có thời gian chăm nông thôi, thì ông ấy mới bán rồi anh em ạ. Chứ nếu mà ông ấy có thời gian chăm nông thì ông ấy cũng chẳng bán đâu anh em ơi. Thì cái con chim này lúc em mua, lúc đầu em mua ấy là 6,5 triệu, về ông ấy lai nỉ lên xuống thì mãi em mới để cho là 7 triệu anh em ạ. Vì ông ấy xem dãi ông thích quá anh em ạ. Về cứ lai nỉ vì em định đánh nhau con này này. Con em đăng clip lên cho anh em từ 2-3 tháng trước ấy này, để bán cho anh em ấy. Nhưng ông anh em lại hát quá anh em ạ. Đây anh em xem clip lúc em dãi ông anh em thích luôn anh em ạ. Nó clip em dãi em quay nó dài lắm, clip dãi quay phải 5-6 phút cơ, chơi hay lắm anh em ạ.
Mà clip thì em để ngắn cho anh em ngắm tạm cái phách nết của nó, anh em nhìn cực kỳ mê. Đấy, toàn đánh mấy con chim cao tiền mấy chim dữ thôi anh em nhé, mà đánh cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Đánh tốc độ mà con chim nó nết như các thứ rất là ngon luôn, cầu cánh mỏ cực kỳ đều luôn anh em ạ. Nói chung là bây giờ thì giá ông anh em để cho thanh lý cho anh em rồi nên là giá nó cực kỳ yêu thương, 3.6 cho anh em. Nói chung là khi mà nếu mà trước ấy là hoảng quá thì mới thấy nó ngửa, còn bây giờ hiện tại như chùm ba mặt vào mà dí mặt vào thì cũng không thấy nó bị, nhưng con chim nó bị thì em vẫn báo anh em là nó bị như anh em ấy nhá. Còn anh em cứ xem cái clip em giới thiệu cho anh em là biết nó gỡ chùm ba mặt, em dí hẳn mặt vào nó chẳng bị anh em ạ. Nói chung cực kỳ hời cho anh em rồi, anh em nào yêu thích alo cho em nhá, 3.6 cho anh em nhá.